Ngôi nhà tới thăm tiếp theo là nhà của anh Danh Khai. Ngôi nhà này thì được anh có pháp danh Quảng Bình giúp đỡ gia đình làm lại cái ngôi nhà này 1.000 đô la. Hôm nay ngôi nhà được làm lại xong rồi. Ngôi nhà này cũng gia đình cũng có lót gạch thêm để cho sạch sẽ. Dạ em chào anh chị. Hôm nay ngôi nhà mới cất xong luôn hả anh chị? Mới xong luôn. Vô vô cho anh dặn ngồi đi. Gia đình tự lót gạch luôn hả? Sạch sẽ quá hả? Ủa sao quay cái giặt cái gì vậy? Mới lót đâu quay. À. Rồi đâu có ai biết chuyên gì đâu. À, dạ. Các ngôi nhà xong rồi anh chị mừng không? Quá mừng rồi chứ, xin Dạ. cho xong đặng vô ở thoải mái. Dạ. Rồi ngôi nhà này lót gạch mình anh hay có ai phụ tiếp không? Có mấy ông dượng sáu với dượng ba đồ tiếp. Dạ. Dạ. Thì ngôi nhà này được anh có pháp danh Quảng Bình ở bên Mỹ á giúp đỡ anh một số tiền 1.000 đô la để làm lại cái ngôi nhà này. Dạ. Thì anh chị có cái lời gì muốn nói với anh Quảng Bình cũng như là chia sẻ với cô bác anh chị gần xa đó đang theo dõi video. Trước tiên là xin cảm ơn anh Quảng Bình bên nước ngoài Dạ. đã giúp đỡ em một mớ tiền nặng em cắt được cây nhà không trang sạch Dạ. thôi chứ không chưa chưa nói sạch hôm mới làm rồi Dạ. mà. Rồi cũng xin cảm ơn anh Quảng, Dạ. rồi cũng chia sẻ với bà con ở bển, nói một câu là xin cảm ơn vậy thôi. Dạ. Dạ. Rất mừng, gia đình Dạ. rất mừng, cảm ơn. Rồi xong ngôi nhà anh chị thấy hài lòng không? Quá, rất là quá hài lòng luôn Vậy à. chứ. Ngôi nhà cũng mát mẻ ha. Dạ. Vậy là hôm nay là vô ở luôn rồi ha. Dạ, hôm Dạ. nay là lót xong. Dạ. Thì cũng có qua giai đoạn chú bác cô bác về được giúp đỡ rồi mới xong, Dạ dạ. bữa nay cũng dọn vô ở à, À. phụ về ở mãi quá trời. Ở ngoài ngủ ở ngoài không hả? Dạ Ngủ ở ngoài lạnh không? không lạnh đâu, ngung luôn. Rồi chị đây khi nào sanh? Tháng rưỡi nữa hả? Chị biết đây lấy quà vô. Hôm nay lại tới thăm gia đình em cũng có thay mặt anh Trần Văn An ở bên Úc á có gửi cho con chị bọc quà ha. Như có thay mặt cô C ở nước ngoài đó gửi cho chị chai dầu nước xanh nha. Cảm ơn À, chú cũng với cảm ơn. à, gần xanh này mình cũng cần cần có cái dầu để cho ấm. Mừng không con gái? Mừng không? Đóng cách điện như nào là không dám mà được. Cô làm ấm Dạ. đàng hoàng Thì ngôi nhà mình bằng tôn với bằng sắt nó không dễ à còn thì bị mình nóng thêm á, cẩn thận cái vụ điện tí xíu ha. nên dùng nếu mà nó dẫn hay là dẫn hết nguyên nhà luôn nhớ không phải dẫn chút Vậy chứ vụ điện đài này là yên tâm lắm Dạ. à, đối với em là yên tâm à. Anh chị ở trong ngôi nhà này thấy có nóng không? Mát hả? Mát mà Dạ. cũng có cửa sổ cửa cái đâu mà. Dạ. À, nóng hay không là do cái nhà mình nó thoáng thì nó sẽ mát thôi. Đúng rồi, Dạ. đối với nhà em chắc chắc mát rồi đó, tại Dạ. vì trống mà. Dạ. Rồi gia đình cố gắng làm thêm cái bếp ở nhà sau nữa ha. Thì Rồi ngôi dạ nhà này cũng hoàn thiện rồi đó. dạ Cũng chúc mừng cho gia đình dạ nha. Thì sau này hy vọng là có tới thăm thì hy vọng là cuộc sống gia đình sau này nó sẽ vươn lên, phát triển dạ hơn. đúng rồi. Dạ. Gắng làm ăn sao để chuyến sau lại thăm thấy nó thằng chàng hơn chú hàng trang hơn. Vậy đó đối với con thì sẽ cố gắng rồi đó, Dạ. thấy em đừng nó làm sao mà cho nó tệ hơn lúc trước nữa thì cũng mình phụ lòng cô bác nó giúp đỡ Dạ. mình. Đối với bên nhà người ta cho chắc không có, đối với con là không phụ rồi đó. Rồi hàng ngày xong ngôi nhà đi làm tiếp ngày gì lên? Dạ thì cũng nghề cũ à, mần mướn À. sáng đi chiều về, sáng đi chiều về cứ hoài làm tới Dạ.
Tại bữa nay lót gạch nè, rồi mới nghỉ bữa, xin nghỉ bữa lót cho rồi. Dạ. Đặng sợ nhiều khi mình để lâu quá nó cũng không nên. Dạ, đúng rồi. Nhanh nay mình còn vô ở nữa. Dạ, vô ở nữa. Dạ. Chứ ở ngủ ngoài trời quá mệt lắm ạ. Nhà này cũng được hai bộ giạc ha. Dạ, phía bên trong này còn lót ít nữa rồi. Dạ, còn lót 4 thùng nữa rồi anh. Dạ. Làm cái trái hả? Dạ. Rồi xong ngôi nhà này còn có mơ ước gì nữa không? Gia đình. Còn chứ. Mơ ước gì anh? Mơ ước thì mình nói chung ra mơ ước thì cũng nhiều. Dạ. Mà mơ ước được căn nhà đó là ra qua đó là quá mừng rồi. Dạ. Còn mơ ước sau này thì từ từ. Từ từ giờ, tới đâu rồi mình mơ ước tới đó nữa ha. Bây giờ nhà đi, bây giờ có nhà cửa rồi mình lo kiếm tiền trang trải cuộc sống. Dạ. Từ từ để mình dày dựng thêm cho nó càng trang. Dạ. Thêm. Dạ dạ. Chứ một sớm một chiều thì không đâu đủ đâu đâu. Ước mơ mình thì cũng nhiều lắm, nhưng mà bây giờ mình ước mơ được căn nhà mà mình có rồi. Còn ước mơ sau này thì cũng từ từ. Dạ. Như hôm nay là tới đây thăm gia đình, cũng quay một vài hình ảnh cho cô bác xem, cũng mừng giùm gia đình anh chị. Thì cũng chúc gia đình thật nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống nha. Thôi em cũng xin phép gia đình em về luôn nha anh chị. Dạ. Thôi nhân dịp này cũng cảm ơn chú bác và anh chị đã tới đây luôn. Dạ. Thăm gặp gỡ với gia đình em. À. Xin cảm ơn. Dạ. Ở bánh ra chia đi. Đúng nữa. Giờ nhà chờ chiều 2 chiều 3 không? Chụp lại tấm hình nữa. Rút ra hết luôn ba người. Gia đình. Thành viên thứ tư. Ừ, đưa tay lên. Đưa tay lên cháu. Đưa tay lên. Anh chào anh chị nha. Dạ. Giữ gìn sức khỏe nha. Sinh ra là có dạ. Nhà mới luôn ha. Ở đây ngôi nhà Thiện tới thăm tiếp theo là nhà của chị Thị Bích Hương. Đây ngôi nhà được làm lại rất là đẹp. Thì ngôi nhà này được cô Kim Ngân hỗ trợ 1.000 đô la để làm lại cái ngôi nhà này. Hôm nay ngôi nhà được làm lại xong rồi, Thiện vào bên trong chúc mừng gia đình có được cái ngôi nhà mới. Nhà này được gia đình là lót gạch thêm nữa nè. Dạ em chào chị. Cắt nhà xong rồi mừng không chị? Mừng. Hết khó chưa? À, thì rồi, cũng mừng nhá. Mừng lắm hả? Xích vô trong tới đi chị. Cái bệnh chị đỡ hơn chưa? Đỡ nè. Dạ. Xích xích vô trong chút kìa, ngoài này nó nắng lắm. Được chứ? Dạ được rồi. Nhà này được làm lại hồi nào vậy chị? Hồi từ trước á. Ha, lót gạch rồi khi nào? Rồi mới rồi hồi nãy. Vậy hả? Dạ. Mới rồi chứ, chưa cửa nữa. Mấy đứa con nhỏ đi học hết hả chị? Dạ. Dạ. Thấy ngôi nhà vậy thấy hài lòng không? Hài lòng. Dạ. Thấy cũng thoải mái ha. Dạ. Vậy là chiều nay là dọn vô ở luôn rồi phải không? Dạ. Thì hôm nay ngôi nhà được làm lại xong rồi, em cũng có tới đây quay phim để gửi hình ảnh tới cho cô Kim Ngân là người tài trợ cất lại ngôi nhà cho gia đình chị. Dạ, cũng cảm ơn cô Kim Ngân. Dạ. Nhà. Dạ.
Với lại cũng muốn quay để gửi đến hình ảnh cho cô bác anh chị các bạn theo dõi đó, mừng giùm có được ngôi nhà mới ha. Rồi có được cái mái nhà đàng hoàng rồi, mình làm thêm cái trái nhà sau nữa để nấu ăn ha. Dạ. Dạ. Là nhà sau phía ngoài này đây hả chị? À, mới dở ra ha. Hôm nay tới đây thăm gia đình, em cũng có thay mặt anh Trần Văn An ở bên nước Úc á, gửi quà cho mấy đứa nhỏ nha chị. Hôm nay tụi nhỏ đi học hết, không có ở nhà. Dạ. Cái tay chị hàng ngày có chăm cứu rồi thêm không? Không có. Uống thuốc không ạ? À? Rồi hàng tháng vậy mình được trợ cấp bao nhiêu tiền? Mới được 3 tháng à. Dạ, là hàng tháng được bao nhiêu tiền? 500. Dạ. Tháng tháng lại có. À. Dạ. 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 Hôm nay em lại đây thăm gia đình, em cũng quay một vài hình ảnh ngôi nhà của mình. Em chúc gia đình luôn thật nhiều sức khỏe và có cuộc sống tươi đẹp hơn nha chị. Dạ. Nghèo khổ mẹ cũng sắp xa mà không biết con có gì giúp đỡ cho con. Dạ. Ngày hôm nay không có máu mủ ruột thịt gì chứ mà lại đau xót hết cho tôi cũng rất là mừng. Dạ. Nói vậy đi, giờ tôi không biết lời gì nhiều hơn nữa, có biết tới nói nhiều đó. Dạ. Con nghèo mẹ cũng sắp xa lắm chứ mà biết mà không có tiền. Cô là mẹ của chị đây hả? Là mẹ của chồng. Dạ, mẹ chồng. Dạ. Dạ. Nói gì và cảm ơn dạ, dạ. Tại trời này cũng rất là nhiều. Dạ. Cô lại nhiệt tình lại tha lại giúp đỡ cho con luôn. Dạ. Nói vậy đi, giờ vì con cái... cũng mừng cho gia đình vì dạ. Có cuộc sống tốt đẹp hơn khi có được cái ngôi nhà mới. Dạ. Dạ. Được che nắng che mưa như vậy bây giờ khi nó đau ốm gì đó lại thì nhà dột nó hết trơn, không có chỗ được nắng che mưa gì hết trơn. Dạ. Bởi vì đâu có máu mủ ruột rà gì đâu mà cũng đau khớp thế. Dạ. Cảm ơn nhà tài trợ hả? Dạ, cảm ơn nhà tài trợ. Dạ. Vì con cũng chúc cô nhiều sức khỏe nha, chúc dạ, gia đình dạ, nhiều dạ, niềm vui. Dạ. Dạ. Vậy con đi luôn nha con. Dạ. Dạ. Chú được nhiều thành đạt hơn. Dạ dạ. Dạ. Thôi em cũng xin phép về luôn nha. Nhà này là lót gạch tự lót luôn hả chị? À. Dạ. Ở đây ngôi nhà Thiện Thâm là ngôi nhà của anh Danh Hoàng Sơn. Thì ngôi nhà này cũng được chú Quang Nguyễn hỗ trợ 1.000 đô la để làm lại cái ngôi nhà này. Hôm nay ngôi nhà cắt xong rồi, Thiện cũng có tới đây quay phim. Cũng mừng cho gia đình có được cái ngôi nhà mới, ấm cúng. Nhà thì cũng được chắn nền, làm tiền chế. Thì ngôi nhà này được làm lại với số tiền 1.000 đô la. Này, phía trên thì cột sắt lợp tôn, phía dưới thì trắng nền. Dạ em chào anh chị. Hôm nay ngôi nhà được làm lại xong rồi đó, em cũng có tới đây quay phim. Chúc mừng gia đình anh chị có được cái mái nhà mới đàng hoàng ấm cúng ha. À, anh chị xích vô trong đi. Thôi lấy chân. Xích vô trong.
chơi trong nhà. Nhà này được chú Quang Nguyễn giúp đỡ gia đình làm lại cái ngôi nhà mới với số tiền 1.000 đô la, giúp anh chị có được cái mái nhà ở ấm cúng. Thì các nhà xong anh chị thấy vui không? Dạ vui. À, thấy có vừa bụng không? Vừa ý không? Dạ. Mấy đứa nhỏ cũng ở trong ngôi nhà này cũng thoải mái ha, sạch sẽ rồi. Bữa nay lại thấy đỡ lắm mà, không có dính sình á. Dạ. Ngôi nhà này được chú Quang Nguyễn giúp đỡ gia đình anh chị làm lại cái ngôi nhà này. Thì anh chị có lời gì muốn nói với chú không? Với cô bác đang theo dõi, chúc mừng gia đình mình đó. Dạ, chúc ra thì cũng cảm ơn nhiều lắm. Hồi đó ở thì cũng đắp lưới này kia rồi, mưa dầu này kia rồi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Chị Nguyễn ơi, lấy một bánh này. Thì cũng mừng cho anh chị rồi, mùa mưa sắp tới mình có ngôi nhà ở ấm cúng như vậy thì thấy cũng vui cho anh chị. Hôm nay tới đây thăm gia đình cũng có gửi cho mấy đứa bọc bánh nè, bánh kẹo nha. Mở ăn đi con, mở liền đi. Ăn coi ngon không? Này quà của anh Trần Văn An ở bên Úc á, gửi cho gia đình. Cho mấy đứa nhỏ. Hết bánh mình không à. Ăn thử đi con, ngon không? Biết cái đó kêu bằng cái gì không? Cái đó kêu bằng cái gì? Thạch dừa. Ồ, vậy là đứa lớn đi học hả chị? Học lớp mấy rồi chị? Dạ, nó chưa học đâu, bởi vì nó tao thi rồi, nó gần nghỉ hè rồi, nó có học được đó. À. Sao bài ấy? Bài nó cũng sao sao bài ấy? Sao bài ấy? Bài. Sao ngang ấy? Ngang ấy. Hôm nay tới đây thăm gia đình anh chị, em cũng có thay mặt cô C ở nước ngoài á, gửi cho chị chai dầu nước xanh nha. Dạ. Dạ. Hôm nay lại đây cũng thấy gia đình cũng vui mừng, em cũng chúc mừng anh chị ha. Hy vọng cuộc sống sau này của gia đình sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn, ấm no hơn. Dạ. Dạ. Thôi em cũng xin phép gia đình em muốn về luôn ha. Chúc anh chị nhiều sức khỏe và mọi điều may mắn nha. Dạ. Chai không hả chị? Chai không. Bye bye chú ơi con, bye bye chú, bye chú về bye nè. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Rồi được rồi được rồi, thôi em về nha. À, anh chị vào trong nhà đi. Ở đây ngôi nhà được cất lại xong rồi, gia đình cũng có đóng góp làm thêm cái nền nhà nữa để cho sạch sẽ. Mấy đứa nhỏ nó ở trong này nó không có bị dơ.
Hôm nay ngôi nhà làm lại xong rồi, em cũng có tới đây quay phim á. Ngôi nhà này được chú Quang Nguyễn ở nước ngoài, ở Mỹ giúp đỡ gia đình anh chị làm lại cái ngôi nhà này với số tiền 1.000 đô thì làm đủ cái phần nền với cái phần nhà đó. Còn gạch này là mình tự làm hả chị? Dạ tự làm. Cái này nhà dành dụm để dành đó hả? Ngôi nhà làm lại xong rồi, anh chị mừng không? Mừng. Hôm nay em lại tới đây thăm gia đình đó, cũng có anh Trần Văn An ở bên nước Úc á, có gửi một bọc quà cho mấy đứa con của anh ha. Cái này lót gạch khoảng bao lâu nữa thì xong anh chị? Tại vì em cũng không biết là anh chị lót gạch thì em tưởng là ngôi nhà làm lại xong rồi, hôm nay lại quay phim. Dạ. Tại cha mất lần rồi. Cái tôn câu điện nó thành nhưng được, nó nhát nhát thì nguy hiểm lắm nghe. Nó lên nhà. Tới nữa làm á anh để lên cái miếng dán á. Đúng là miếng dán được đừng. Nó nhận điện nhiều lắm. Nhà này được chú Quang Nguyễn ở bên Mỹ á, giúp đỡ anh làm lại cái ngôi nhà này. Dạ. Dạ, vợ chồng em cũng cảm ơn, cảm ơn anh. Chú Nguyễn. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Và cái mày nó chịu dẫn điện mà nó dẫn nguyên cái nhà đó, bởi vì cẩn thận cái vụ điện đài là nhất định. Thôi hôm nay lại quay phim ngôi nhà, em cũng chúc mừng gia đình ha. Nó cũng hơi còn bề bộn là tại do mình lót gạch thêm á, thì cũng cố gắng ha, thì 2-3 ngày nữa ngôi nhà được làm lại xong rồi. Chúc mừng gia đình ha, có được ngôi nhà ở đầm ấm hạnh phúc nha, hy vọng là sau này cuộc sống gia đình sẽ tốt đẹp hơn. Cắt xong ngôi nhà anh chị thấy vừa ý không? Hài lòng không? Thì hôm trước ngôi nhà mình nó cũng tệ quá đi, được ngôi nhà này cũng mừng lắm. Hôm nay lại đây quay phim chúc gia đình nhiều sức khỏe nha, em cũng xin phép về luôn nha. Dạ. Được nhà rồi gắn mà ngăn. Giống như điện này.